Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức: bạn gái tin đồn lên tiếng về mối quan hệ thật với Noo Phước Thịnh ngoài đời. Không thể phủ nhận mỹ nam V-pop cũng dành cho cô gái này một sự đối xử đặc biệt. Nếu hỏi 10 cô gái liệu có muốn trở thành bạn gái của nam ca sĩ Noo Phước Thịnh hay không, thì có lẽ cả 10 sẽ chẳng chần chừ mà gật đầu ngay lập tức. Lý do quá đổi đơn giản và có lẽ ai cũng hiểu. Ở giọng ca sinh năm 1988 là tổng hợp của sự hoàn hảo, đẹp trai, phong cách thời trang ấn tượng, hát hay, vui tính và tài năng. Thế nên, khi một cô gái bị đồn là người yêu ở thời điểm hiện tại của huấn luyện viên giọng hát Việt Nhí, dân mạng nói chung và cộng đồng fan girl nói riêng đã không khỏi dậy sóng. BH chính là cô nàng đã vài lần bị bắt gặp công khai có những cử chỉ tình tứ dành cho nam ca sĩ ở chốn đông người, cũng như sở hữu loạt ảnh thân mật bên mỹ nam trên trang cá nhân. Được truyền thông chú ý, dường như cuộc sống của BH đã có vài xáo trộn, nên mới đây cô nàng đã quyết định lên tiếng giải thích về mối quan hệ giữa mình và bạn trai tin đồn. BH cho rằng có lẽ mọi người đã hiểu lầm về cô và Noo khi chỉ đánh giá thông qua các bức ảnh thân thiết của cả hai. Nguyên nhân có lẽ là bởi Noo luôn là người dễ gần và dễ quý, ít khi từ chối khán giả bao giờ, lại đối xử vô cùng thân thiết với fan club như những người em trong gia đình. Mặc dù tuổi tác không phải nhỏ để cứ mãi chạy theo hâm mộ một ca sĩ, nhưng hâm mộ thần tượng không phải xấu, người ấy cố gắng vì đam mê, còn mình yêu quý vì tính cách. Việc lưu giữ lại những hình ảnh cùng thần tượng mình nghĩ không có gì xấu. Hy vọng mọi người đừng đồn đại lung tung, ảnh hưởng hình ảnh của chàng ca sĩ đáng quý này nhé. Mong mọi người vẫn sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng Noo, cô nàng nói thêm. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.